quay lên mình mới thấy, không để ý. Như vậy là cái cây one hit chọc bảy, chú Tỏa Phượng ở đây đã có sát khí không đốn đây. Một em cô nằm ở đây, chừng đâu mà nó nằm xì máu mồm không biết. Xuyên qua người các bạn, xuyên qua người luôn. Rất là ok. Còn hết nha các bạn. Khí thứ hai của One Hit chặng 7 ở đây đâu ta. Đây à. Đây anh em, con thứ hai. Hai con trên cái cây kia.
trúng đầu. Trúng đầu nên nó rớt một xuống. Rớt khúc nào ta? Rớt đây rào kiếm. Ngoắc một viên 8 như vậy mà còn bay được hả? Ok á. Cô ngoài trống nó đỏ đỏ. Cỏ thấp thế này mà cũng không thấy nữa. Kỳ gì chơi. Nhưng mà để coi thì thầy em hỏi nó em coi sao đó mà biết phải cái này chứ thấy thông báo ra giờ thấy im ru. Thank you.
Rồi. Bơi vào. Đang lụm con, đang lụm cái con này mà trên kia có ba con đang đứng. Thank you.
quay tròn lên rớt xuống. Vô luôn các bạn, đây này con cảm ơn anh nha. Kìa người ta thì ok, nói chung là sau một buổi test cái con hít cái bộ nó nằm ở trong hộp đó thì mình cảm thấy nó khá là ok, mọi thứ đều ổn định và kết quả khá là tốt. Thì mình nói sơ lại một chút, một bộ của nó bao gồm là một cây ná này, cây ná inox này, chất liệu inox nha các bạn, nục giác này, dây đeo tay này, thanh ngắm này, 1, 2, 3, 4 thanh ngắm này, rồi dây đai quân ná 1, 2, 3 này, dây thun hai bộ này, rồi túi chống sốc này, rồi hộp đựng ná này, thì tất cả nó là một bộ của nó đó. Và mình mới test nó xong ngày hôm nay, mình cảm thấy là mọi thứ nó rất là ngon, bắn thoải mái, cầm rất là êm ái. Thì cái này thì có ba loại dây đó mọi người, quấn dao quấn, hôm nay tay mình hơi dơ nên mình không đeo găng tay nên là nó hơi dơ. Ok, thì nói chung là sau khi mà test xong thì mình cảm thấy là khá là ok và tin tưởng đó sẽ là một sản phẩm tốt. Thì sau khi mà đi săn rong ngày hôm nay thì mình cũng có làm một cái món chim nướng muối ớt ở đây, thì mời anh em nhé. Nói chung là nãy giờ cũng đói quá. Đây bộ ná đây, các bạn nào muốn coi lại. Đây, mình sẽ ăn thử một miếng. Cái này là cái phần ức của con cua. Chấm tí nước chấm cay cay này.
rất là ngon và giòn nha anh em. Ăn miếng dưa này mà. Đi săn là nhậu, anh em mà có thích là vậy không? Nhầm miếng bia nhá. Mời anh em nhé. Ok, chào anh em nhé. Hy vọng anh em sẽ tiếp tục ủng hộ Cường Nguyễn và nhớ like và subscribe nhé. Hy vọng sẽ được gặp anh em ở các clip tiếp theo. Cảm ơn anh em và các bạn cố gắng theo dõi nhé. Rất là ngon ạ, cái đùi này. Ok, cảm ơn anh em, chào anh em nhé.